5 lợi ích khi tập thể hình có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Đôi khi chúng ta chỉ biết một số lợi ích khi tập thể hình, đơn giản như có sức khỏe tốt hơn, có hình thể đẹp hơn, dễ cao gầu hơn. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Tập gym còn có thể khiến bạn thay đổi cuộc sống của mình hoàn toàn. Hầu hết, khi mà bạn được hỏi tập gym vì cái gì, thì hầu hết chỉ trả lời, tập gym là vì muốn có body đẹp, tập gym là vì bị người yêu bỏ, mình thích thì mình tập thôi. Nhưng nếu bạn là một dân thể hình đúng chuẩn, thì khi ai hỏi bạn, mày có được lợi ích gì khi tập thể hình, thì hãy tự tin nói ngay 5 lợi ích cực lớn này có thể khiến bạn thay đổi cuộc sống của bạn. 1. Thể hình giúp bạn vượt qua những bi kịch, đau khổ trong cuộc sống. Mình đã đọc không ít những câu chuyện về các bạn trẻ có bi kịch như là cha mẹ qua đời, tai nạn xe cộ, ung thư, cuộc sống nghèo khổ. Và tình trạng chung tất cả họ là cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi họ tìm đến bộ môn thể hình, làm quen với những cục tạ và tự nhiên từ đó tìm lại được chính mình hơn và cho thấy rằng luôn có một con đường khác để bạn đi và vượt qua khó khăn. Khi bạn tập thể dục, bạn sẽ thúc đẩy mình tiến lên về phía trước và bạn sẽ dạy mình cách không bao giờ bỏ cuộc. 2. Thể hình như một nàng massage giúp giảm căng thẳng. Với cuộc sống hiện nay, khi mà công việc, học hành ngày càng gây nên nhiều áp lực, thì bạn đến với gym, mọi suy nghĩ tiêu cực, những phiền muộn trong công việc, học hành, tình cảm sẽ biến mất. Thay vào đó là sự tập trung với những cục tạ, những lần kéo tạ thật hoàn hảo. Lúc đó, bạn sẽ chỉ thấy duy nhất một thứ, chính là cơ hội giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Tập luyện chính là cách tốt nhất giúp bạn chống lại những tiêu cực trong cuộc sống, một hình thức trị liệu mà bạn có thể giúp mình vượt qua những khó khăn hiện tại, một lợi ích khi tập thể hình khó mà thể tìm được ở nơi khác. Phòng tập được xem là một nơi trú ngụ an toàn và không có thế lực đen tối nào của cuộc sống có thể gây hại được. Đó là nơi căng thẳng lập tức bị tiêu diệt và không thể xâm hại được. Và khi bạn phải đối diện với nó thì bạn sẽ tìm thấy cho mình một cơ hội tốt hơn. Đôi khi cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống đơn giản chỉ là bước vào phòng tập là được. 3. Tập luyện giúp bạn tăng tính cần cù và kỷ luật. Xây dựng được một body hoàn hảo không phải một chuyện một đêm. Nếu có, xin lỗi bạn, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Bạn phải đến phòng tập liên tục hàng tuần để thực hiện việc này. Một số người phải mất hàng chục năm mới có thể xây dựng được một cơ thể hoàn hảo mà nhiều người phải mơ ước. Và tất nhiên, không một người nào thiếu kiên trì có thể đạt được mục tiêu này. Do đó, bạn sẽ tập được cho mình tính kỷ luật cũng như ý chí mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn mà mình gặp phải. Có đam mê là một thứ quan trọng trong cuộc sống, nhưng đó là chưa đủ. Bạn cần phải có sự kiên trì và cái tính kỷ luật. Từ đó, bạn mới có thể kiểm soát được cuộc sống của mình. 4. Tập thể hình mang lại cho bạn nhiều người bạn mới. Cho dù bạn tập ở nhà hoặc tập tại phòng tập, thì bạn cũng có một phần của thế giới của mình, những người có chung đam mê. Tất cả những gì bạn cần làm khi tham gia cộng đồng này là bạn phải luôn thử thách bản thân mình và vượt qua nó. Một khi bạn bắt đầu thực hiện tập luyện thay đổi, cũng đồng thời có hàng triệu người khác cũng nỗ lực mỗi ngày để làm điều đó. Và nó thành một động lực dành cho bạn, dù rằng có khi bạn chưa gặp họ bao giờ. Tập thể hình giống như cuộc sống của bạn, nó không bao giờ đi theo ý của bạn. Nhưng với nhiều người, tập gym là cách lấy lại chính mình, khi gặp phải ai đó cũng giống bạn, hay động viên họ bằng một câu đơn giản. Hey, tôi thấy hôm nay có sự thay đổi rồi đó. 5. Thể hình mang lại cho bạn một cơ hội mới. Rất nhiều người đã tìm thấy cho mình cơ hội mới, một cuộc sống mới nhờ gym. Chắc chắn bạn có từng nghe một câu người cực kỳ nổi tiếng, đó chính là gì? Nhiều người nhờ tập gym mà từ một người lau dọn vệ sinh thành một ngôi sao thể hình. Một người vô danh bỗng chốc cả thế giới biết đến. Tập thể dục chính là tập luyện cho cuộc sống. Nếu bạn chỉ tập luyện chỉ mang lại cho bạn những cơn đau nhức thì bạn đã hoàn toàn sai lầm. Tìm thấy niềm đam mê trong thể hình sẽ giúp bạn thay đổi nhiều điều tiêu cực thành tích cực hơn trong cuộc sống của mình. Bạn có thể trở thành một nguồn động lực cho nhiều người, bạn bè, gia đình và xã hội. Cho dù bạn đi đâu chăng nữa thì bạn cần tới những quả tạ, chúng luôn ở đó chờ bạn. Với 5 lợi ích khi tập hình ở trên, liệu bạn có tự tin hét vào mặt đứa hỏi bạn, bạn tập gym làm gì cho tốn thời gian hay không? Hy vọng là có. Vừa rồi là những chia sẻ của mình, và bạn nào đang có nhu cầu mua dụng cụ tập gym, hãy kích vào link dưới mô tả nhé. Over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking.
7, you'll be saying, oh, so it's guaranteed, I'll be